Hello, xin chào. Mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem con vịt con màu vàng nhỏ mỏ cam nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình tô hết con vịt này bằng màu vàng nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Mua từ bao giờ? Vãi dại lắm, người mất tích vậy. À, thực tế chen đúng kiểu tìm ra một đứa bắt là bắt đầu lại phát hiện ra nhiều đứa mất tích hơn. Đợi chứ anh em. Ui sao ấy? Xoay. Đâm ngã xong đâm vào luôn à? Không biết có chết không? Sao tôi đéo xem được? Xem rồi. Anh đồng bộ có trò chuyện chưa? Anh thử tắt đi hoặc là đăng xuất ra. Lần đúng đã nữa trò chơi kết thúc một điểm. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây này nha. Anh thử ao ra và lại nick đi. Đăng xuất nhập lại giờ. Thử đi. Ok nha. Cái em mua là hơn 11 triệu đúng không? Bây giờ máy này là bằng 6 triệu 8 bản Mỹ. Thì đấy anh bảo mà. Phải cực. Vẫn không được. Em gửi lại. Bán được bao nhiêu? Không, nó bảo mang máy ra quán, Nó bán nhiêu nó bán 6 triệu 8 bản Mỹ. ok nha, đợi một xíu nha mọi người. Còn không biết đấy phải máy lốc không. Không biết có ai gọi không, shipper. Làm cũng đằng mắng.
Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Anh đưa chắc tối em không ăn ở nhà đâu. Mi tu, em cũng vậy. Nó vẫn ăn đấy. Em không ăn. Tại 7 giờ em phải đi thăm chị. Ok nha, hỏi ai biết trời. Ủa sao gửi lại cho tôi nhé? Ủa anh gửi lại cho tôi sao? Hả? Bật lắm. Tôi gửi nó không bị lỗi này. Zalo. Ừ, Zalo. Ok nha. Ok nhé mọi người. Còn đâu qua tối qua cái ngồi chắc lấy đâu ra. Còn có bằng này thôi. Đâu? À, lấy 15 cái. Hết rồi đây. Quay cả chiều. Tối được 15 cái chứ trời. Ok nha. Thì chậm sao mãi chưa được trận đấu đâu vậy anh em. Ok nha mọi người. Xong rồi em. ID của anh là gì? Không rồi, ID hết rồi. iCloud. Email. Ok. Hằng Thị IV 123. Mời khó. Chẳng nhớ xem rồi xong cái nốt. Ok nha. Phải cực cực. Trận đấu nha. Thôi nhảy thẳng vào làn Kim Nam cho nó đông vui như bạn bè. Ok, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok nha mọi người. BP19 mình cần BP90 cơ. Ok nha, mình chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình. Ok. Ok nha, nhớ người xin nhé.
Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong cho con này nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha.